Các thân mến, trong buổi học hôm nay thì hướng dẫn các em cách ứng dụng tính đồng biến, nghịch biến hay là cái tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình của hệ phương trình. Thế thì cơ sở lý thuyết của phương pháp này dựa trên ba cái định lý. Cái định lý thứ nhất đó là nếu một cái hàm fx mà liên tục kèm theo điều kiện thứ hai là và đơn điệu tăng hoặc là giảm, một trong hai điều kiện này trên kết quả AB đồng thời FA tức là giá trị của hàm là A nhân với FB tức là giá trị của hàm là B và nhỏ hơn 0 thì cái phương trình đã x bằng 0 sẽ có nghiệm duy nhất thuộc quả AB. Thế để giải thích cho cái nội dung của định lý này, với một cái hàm fx mà nó liên tục, tức là nó đi mà không bị gián đoạn, và dấu hiệu nhận biết nó có gián đoạn hay không chính là ta xét xem trong cái quả AB có cái giá trị x nào vi phạm tập xác định hay không. Thế thì cái điều kiện thứ nhất là liên tục trên AB nó có thể kiểm tra dễ dàng. Điều kiện thứ hai là nó đơn điệu hoặc tăng hoặc là giảm thì ta có thể căn cứ theo dấu của đặc hàm bằng nhất, nếu nó lớn hơn không thì là đơn điệu tăng, nếu nó nhỏ hơn không thì là đơn điệu giảm. Sau đó ta tính giá trị của hàm tại A và B. Bây giờ ta giả sử nó đơn điệu tăng, tại A FA nhỏ hơn không, tại B FB lớn hơn không. Như vậy là FA nhân với FB nhỏ hơn không. Thế thì hàm đơn điệu tăng thì khi đi từ cái vùng âm sang vùng dương mà đi một cách liên tục thì chắc chắn nó sẽ phải đi qua một cái điểm mà tại đó có khoảng độ là C, sao cho FC bằng 0. Và hiển nhiên do nó đi một cách đơn điệu, tức là chỉ có đi lên hoặc là chỉ có đi xuống, thế thì C ở đây phải là duy nhất. Và vì vậy khi giải phương trình này ta xét đến tính liên tục, ta tính đạo hàm để kết luận hàm đơn điệu tăng hay đơn điệu giảm, ta kiểm tra cái điều kiện FA hay FB có đúng nhỏ hơn không hay không, sau đó ta nhận cái giá trị của C. Nếu nhận tính được cái giá trị của C thì ta có đủ cơ sở để kết luận C là nghiệm duy nhất của phương trình, và từ đó ta có thể dẫn đến kết thúc bài toán. Cái định lý thứ hai là nếu hàm fx liên tục trên AB nhưng ta lại không xác định được nó đồng biến hay là nghịch biến trên cả AB, ta chỉ biết nó liên tục trên AB và điều kiện thứ hai là FA nhân với FB nhỏ hơn không, thì từ đây ta có thể dẫn đến kết luận là cái phương trình FX mà bằng 0 thì có ít nhất một nghiệm trong khoảng từ A đến B. Câu này nhận thấy là với một cái hàm fx nào đó trong khoảng x từ chạy từ A đến B hàm liên tục, tức là đồ thị của nó đi một cách liên tục mà không bị gián đoạn. Thế thì giả sử FA và FB dương thỏa mãn điều kiện là hàm liên tục trên AB và FA nhân với FB
hàm số đi qua cái trục OX ít nhất một lần, và nó cũng có thể đi qua nhiều lần. Cứ mỗi lần đi qua trục OX là nó cho ra một cái giá trị C làm cho FC bằng 0. Vậy thì bằng cách kiểm tra xem hàm FX có liên tục trên đoạn AB hay không, và FA nhân với FB có nhỏ hơn 0 hay không. Nếu có thì ta có thể dẫn đến kết luận là chắc chắn cái phương trình FX bằng 0 sẽ có ít nhất một nghiệm trong khoảng từ A đến B. Cái định lý thứ ba là nếu hàm FX liên tục và đơn điệu tăng hoặc giảm trên khoảng AB và nếu FU bằng FV, tức là giá trị của hàm tại biến U bằng giá trị của hàm tại biến V, thì từ đây nó sẽ tương đương với U bằng V. Nội dung của định lý này có nghĩa như thế này: bây giờ chúng ta có một cái hàm FX mà nó liên tục trên đoạn AB, đồng thời nó chỉ có đơn điệu tăng hoặc đơn điệu giảm. Ta giả sử đơn điệu tăng, như vậy khi đi từ A đến B thì ta lại nhận thấy là với một giá trị C nào đó thì sẽ chỉ cho duy nhất một cái giá trị của hàm là FC. Tức là hay nói cách khác, khi hàm đơn điệu tăng hoặc giảm thì ứng với một biến sẽ chỉ có một giá trị của hàm, và ngược lại ứng với một giá trị của hàm chỉ có một giá trị của biến. Vì vậy, nếu như ta chứng minh được là giá trị của hàm tại U bằng giá trị của hàm tại V thì hiển nhiên U phải bằng V. Bây giờ ta xem một cái số ví dụ. Ví dụ 1, giải phương trình chín nhân với căn bậc hai của bốn x cộng một trừ đi căn bậc hai của ba x trừ hai thì bằng x cộng ba. Bài này có điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 2/3, các em rất dễ dàng kiểm tra được. Bây giờ ta biết biến đổi cái phương trình một này, chứ khó quan sát một chút các em sẽ thấy là 4x cộng 1 trừ đi 3x trừ 2 đúng bằng x cộng 3. Do vậy ta sẽ viết phương trình 1 thành 4x cộng 1 trừ đi căn bậc 2 của 3x trừ 2 bằng 4x cộng 1, hay là căn bậc 2 của 4x cộng 1 tất cả bình trừ căn bậc 2 của 3x trừ 2 tất cả bình. Ở đây ta có hàm tức là A bình phương trừ đi B bình phương, sau đó là nhân tử chung 4x cộng 1 trừ đi căn bậc, xin lỗi, nhân tử chung là căn bậc 2 của 4x cộng 1 trừ đi căn bậc 2 của 3x trừ 2. Nhưng các em nhận thấy là cái nhân tử chung này nếu cho bằng 0 thì sẽ vô nghĩa. Do vậy, tức là 4x cộng 1 trừ đi căn bậc 2 của 3x trừ 2 khác 0. Thế nên cái phương trình 1 sẽ được rút gọn thành căn bậc 2 của 4x cộng 1 cộng với căn bậc 2 của 3x trừ 2 rồi trừ đi 9 thì bằng 0.
Bây giờ ta biết ứng dụng cái định lý số 1. Ta có F phẩy, ta đặt Fx bằng căn bậc 2 của 4x cộng 1 cộng với căn bậc 2 của 3x trừ 2 trừ đi 9. Thế thì từ đây ta có thể dẫn đến F phẩy là x sẽ bằng, rất dễ dàng em tính được đạo hàm của nó bằng 2 chia cho căn bậc 2 của 4x cộng 1 cộng với 3 chia cho 2 nhân với căn bậc 2 của 3x trừ 2. Hiển nhiên góc phẩy của x lớn hơn không. Vậy thì từ đây ta có thể dẫn đến cái kết luận là suy ra f(x) liên tục và đơn điệu tăng, hay là và đồng biến cũng vậy. Trong kết quả từ 2/3 cho đến cộng vô cùng, sở dĩ hàm này nó liên tục là bởi vì ứng với x từ 2/3 trở đi, giá trị của hàm luôn được xác định. Và hàm đơn điệu tăng hay nói cách khác đồng biến là bởi vì với mọi giá trị của x từ 2/3 thì f phẩy luôn lớn hơn không. Hàm liên tục và đơn điệu tăng thì suy ra sẽ tồn tại duy nhất một cái giá trị fx mà làm cho nó bằng không. Xin lỗi, tồn tại duy nhất một cái giá trị x làm cho nó bằng không. Và ta nhận tính thế là f của 6 bằng không. Vậy thì từ đây suy ra x bằng 6 phải là nghiệm duy nhất. Một khi đã khẳng định được x bằng 6 là nghiệm duy nhất của phương trình thì coi như cái công việc giải phương trình này đã hoàn thành. Ta có thể dẫn đến kết luận vậy: phương trình có nghiệm duy nhất x bằng 6. Chúng ta đi vào cái ví dụ số 2. Là giải phương trình tám x cộng ba trừ đi bốn x trừ hai thì bằng căn bậc ba của sáu x cộng hai. Điều kiện ở đây rất đơn giản là x thuộc theo là, bây giờ ta đi biến đổi tương đương phương trình này thành 8x mũ 3 ta viết thành 2x tất cả mũ 3 cộng với 2x thì phải trừ đi 6x, ta sẽ đẩy 6x sang phía bên phải, ta sẽ được bằng 6x cộng với 2 cộng với căn bậc 3 của 6x cộng 2. Các em với quan sát có cái điều đặc biệt ở đây, phía bên trái ta có 2x mũ 3 cộng với 2x thì phía bên phải của ta lại có 6x cộng 2 cộng với căn bậc 3 của 6x cộng 2. Thế nên nếu ta đặt u bằng 2x và v bằng căn bậc 3 của 6x cộng 2, thế thì từ đây ta suy ra u mũ 3 cộng với u lại bằng v mũ 3 cộng với b. Thế ta mới xét cái hàm fx bằng x mũ 3 cộng với x thì dẫn đến là f phẩy là x sẽ bằng 3 x bình cộng 1, hiển nhiên luôn lớn hơn không.
Vậy thì từ đây có thể dẫn đến kết luận là f(x) là hàm liên tục và đơn điệu tan với mọi x thuộc R. Hàm liên tục và đơn điệu tan thì ứng với một biến chỉ có một giá trị của hàm. Thế thì ở đây ta lại có u mũ 3 cộng với u chính là f của u, v mũ 3 cộng với v chính là f của v. Ta gọi phương trình là 2. Vậy thì từ 2 ta suy ra f của u bằng f của v. Căn cứ vào cái câu khẳng định f(x) liên tục và đơn điệu tăng với mọi x thuộc R mà fu lại bằng fv, thì từ đây ta dẫn đến tương đương với u phải bằng v, hay tương đương với u ta đã đọc là 2x nên ta có 2x bằng căn bậc 3 của 6x cộng 2. Sau khi mũ 3 2 vế, các em sẽ được cái phương trình là 8x mũ 3 trừ đi 6x trừ 2 bằng 0. Điều này tương đương với phương trình sẽ có hai nghiệm là x bằng 1 và x bằng trừ 1 phần 2. Cả hai nghiệm này đều thỏa mãn điều kiện xác định. Thế nên ta có thể kết luận vậy, phương trình có hai nghiệm x bằng 1 và x bằng trừ 1 phần 2. Các em tiếp tục đi vào cái ví dụ số 3. Giải phương trình căn bậc 2 của 2x cộng 3 cộng với 3 nhân với căn bậc 2 của 4x cộng 13 bằng 18. Thế ở đây ta dễ dàng có được là điều kiện của bài toán là x phải lớn hơn hoặc bằng trừ 3 phần 2. Bây giờ ta định xét cái hàm fx bằng căn bậc 2 của 2x cộng 3 cộng với 3 nhân với căn bậc 2 của 4x cộng 13 trừ đi 18 với mọi x lớn hơn hoặc bằng trừ 3 phần 2. Ta tính đạo hàm và hàm số này nó sẽ được f(x) bằng 1 chia cho căn bậc 2 của 2x cộng 3 cộng với 6 chia cho căn bậc 2 của 4x cộng 13. Thế nhìn vào đây ta nhận thấy ngay f(x) lớn hơn 0. Với mọi x lớn hơn trừ 3 phần 2. Vậy thì từ đây ta có thể dẫn đến kết luận suy ra fx liên tục. Như thầy phân tích trong bài trước, liên tục là điều hiển nhiên là bởi vì trong khoảng từ trừ 3 phần 2 thì hàm fx không có giá trị nào vi phạm, tức là mọi giá trị của x lớn hơn trừ 3 phần 2 đều thỏa mãn fx cả. Nhưng ta có cảm thể khẳng định là fx liên tục trên khoảng từ trừ 3 phần 2 đến cộng vô cùng và đơn điệu tăng. Với mọi x thuộc từ trừ 3 phần 2 cho đến cộng vô cùng. Thế nhưng khi nhận
nhảy, các em sẽ lại được là F tận 3, tức thay 3 vào đây, ta thấy F tận 3 bằng 0. Hàm liên tục và đơn điệu tăng khi x chạy từ trừ 3 phần 2 đến cộng vô cùng mà F3 bằng 0, vậy thì từ đây ta có thể suy ra x bằng 3 là nghiệm duy nhất. Khi đã kết luận được đó là nghiệm duy nhất và chỉ ra được nghiệm duy nhất thì coi như bài toán của chúng ta đã hoàn thành. Cầm đi vào ví dụ số 4. Giải hệ phương trình căn bậc 2 của x cộng 6 cộng với căn bậc 2 của y trừ 9 bằng 5. Căn bậc 2 của x trừ 9 cộng với căn bậc 2 của y cộng 6 cũng bằng 5. Thế thì ta đặt ở đây điều kiện là x phải lớn hơn hoặc bằng 9, y cũng phải lớn hơn hoặc bằng 9. Thế thì hệ sẽ tương đương với ta thấy căn bậc 2 của x cộng 6 cộng căn bậc 2 của y trừ 9 cũng đồng bằng căn bậc 2 của x trừ 9 cộng căn bậc 2 của y cộng 6, nên ta cho hai đại lượng này bằng nhau. Sau đó chuyển vế tất cả những cái phần có x về cùng một vế, ta sẽ được là căn bậc 2 của x cộng 6 trừ đi căn bậc 2 của x trừ 9 thì bằng căn bậc 2 của y cộng 6 trừ đi căn bậc 2 của y trừ 9. Phương trình thứ hai ta giữ nguyên căn bậc 2 của x trừ 9 cộng với căn bậc 2 của x cộng 6, xin lỗi là y cộng 6 thì bằng 5. Ta gọi đây là phương trình 1 và đây là phương trình 2. Quan sát phương trình 1, các bạn thấy có điều đặc biệt là nó có một cái quy luật là căn bậc 2 của x cộng 6 thì tương ứng ở đây là căn bậc 2 của y cộng 6 trừ y căn bậc 2 của x trừ 9 thì tương ứng ở đây là trừ y căn bậc 2 của y trừ 9. Vậy đây là cái dấu hiệu để cho chúng ta xét cách hàm ft bằng căn bậc 2 của t cộng 6 trừ đi căn bậc 2 của t trừ 9 với loại t lớn hơn hoặc bằng 9. Thế vậy thì đạo hàm và hàm theo biến t sẽ bằng căn bậc 2 của t trừ 9 trừ đi căn bậc 2 của t cộng 6 chia cho 2 nhân với căn bậc 2 của t cộng 6 nhân với căn bậc 2 của t trừ 9. Với t lớn hơn hoặc bằng 9 thì t trừ 9 sẽ nhỏ hơn t cộng 6, trên cái mẫu này sẽ xin lỗi cái tử này sẽ âm ở mẫu thì dương, vậy thì F phải cho t sẽ là không không với loại t lớn hơn 9. Thì từ đây ta có thể dẫn đến kết luận là FT là hàm liên tục và đơn điệu giảm. Với mọi T thuộc từ 9 cho đến cộng vô cùng. Thế thì các em nhìn vào 1 sẽ thấy căn bậc 2 của x cộng 6 trừ đi căn bậc 2 của x trừ 9 chính là hàm
f tại giá trị p bằng x, và vế phải tương ứng chính là giá trị của hàm f tại giá trị p bằng y. Vậy thì từ đây ta suy ra một sẽ tương đương với fx bằng fy. Hàm f luôn nghịch biến mà fx lại bằng fy, thế thì tương đương với x phải bằng y. Từ một ta chứng minh được x bằng y, thế thì ta lại thế vào phương trình hai. Ta sẽ được hai tương đương với căn bậc hai của x trừ 9 cộng với căn bậc hai của x cộng 6 bằng 5. Ta gọi đây là phương trình số 3. Ở phương trình 3 này, các em có thể thực hiện giải bằng cách chuyển vế rồi chuyển căn bậc hai của x cộng 6 ra vế phải rồi bình phương hai vế. Xong ta cũng thể giải thích, ta cũng có thể giải bằng cách đặt nó tương đương với căn bậc hai của x trừ 9 cộng với căn bậc hai của x cộng 6 trừ đi 5 bằng 0. Và ta xét cái hàm g. Lưu ý rằng quy trình này một số em vẫn gọi đây là hàm fx. Hãy nhớ rằng hàm fx ta đã đặt, xin lỗi, hàm f ta đã đặt là căn bậc hai của t cộng 6 trừ căn bậc hai của t trừ 9. Thế thì cái hàm gx ở đây nó phải có một cái tên gọi khác, không thể trùng với hàm f ở đây được nữa, do hai cái quy luật để nó khác nhau. Gx bằng căn bậc hai của x trừ 9 cộng với căn bậc hai của x cộng 6 trừ đi 5. Thế thì ta đã tính cái đạo hàm của hàm x g phải theo x, ta sẽ tính được bằng, xin lỗi, ở đây là đạo hàm bậc nhất của gx sẽ bằng 1 trên 2 căn bậc 2 của x trừ 9 cộng với 1 trên 2 nhân với căn bậc 2 của x cộng 6. Hiển nhiên nó lớn hơn 0 với mọi x lớn hơn 9. Thế vậy thì từ đây ta có thể dẫn đến cái kết luận là gx là hàm liên tục và do g phải lớn hơn 0 nên nó liên tục và đơn điệu tăng trên quả x chạy từ 9 đến cộng vô cùng. Thế nhưng ta lại nhận thấy nếu thay x bằng 10 vào đây thì g của 10 lại bằng 0. Điều này chứng tỏ phương trình 3 có nghiệm duy nhất là x bằng 10. Suy ra 3 có nghiệm duy nhất x bằng 10. Mực 3 có nghiệm duy nhất x bằng 10, trong khi đó x lại bằng y. Vậy thì có thể dẫn đến kết luận, vậy hệ đã cho sẽ chỉ có nghiệm duy nhất hay là có cả nghiệm duy nhất x bằng y và bằng 10.